Chú Minh nay ngồi thử xe con nha chú Minh. Ta tưởng xe chú hả? Không, này xe của Nhân nha mọi người. Rồi, chú Minh trải nghiệm cảm giác ngồi trên mô tô. Tới không? À, ghê chưa mọi người? Bá dữ, bá dữ. Rồi chạy luôn đi. Không dám chạy hả? Nay cho chú Minh trải nghiệm mới nha mọi người. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Trưa hôm nay thì Nhân có việc ra ngoài làng đại học, thì sẵn đây cũng ghé thăm chú Minh chơi luôn. Và vừa ghé thì tình cờ biết được là chú Minh vừa gặp một cái biến cũng nhỏ thôi. Mọi người có thấy cái cây dù ở phía sau không? Cái cây dù mà để che cái chỗ mà chú bơm vé xe miễn phí cho sinh viên á, thì bây giờ tan hoang rồi. Chú thì vừa về tới, và để Nhân xem hỏi chú coi có chuyện gì mà có lẽ là do mưa thôi nha mọi người. Xe chú Minh mới chạy trọ về hay gì đây? Chuyển trọ hả? 12 giờ đi nữa. Đi về Bình Thạnh. 12 giờ là đi nữa hả? Đi chuyến Bình Thạnh. Chú ăn trưa chưa mà thấy cơm để đây vậy? Còn cơm thì... chú mua hả? Dạ. Con cái vụ sao vậy chú? Tài họ tối với dòng gió. Hôm qua dông quá trời dông luôn mà. Tài ghế luôn. Trời ơi. Rồi ngã vô gãy cái ghế đá của chú luôn rồi hả? Chốc cậy luôn rồi. Mấy anh hỏi sao rồi chú? Xăng đâu có đâu. Giờ không có xăng nữa rồi. Đâu có nút đâu. Trời ơi. Cái này nó phải nặng dữ lắm chứ ta. Rồi bỏ đó dằn đá lên hết, dằn lên hết trơn luôn á. Dằn đá kỹ cột lắm dây mà. Rồi, cột dây cứng hết trơn đây, cứ cột dây ngã rồi băng đá nè. Chúng mình có kỹ lắm mà, cột dây vô cột điện đồ nữa nè. Hôm qua con ở nhà nghe dông quá trời luôn mà. Vậy là ngoài đây cũng mưa dữ lắm hả? Cua bê bể kiến tùm lum. Cái túc xá cua bê lạ quá ha, gió nó hay có những cái cơn gió nó luồn bể kiến hết trơn. Vậy nó hát này hát băng đá gãy nè, đổ luôn. Với lại do cái dù của chúng mình bự quá. Đờ tối ngày không giấu. Xui quá vậy ta. Còn để mình hẳn luôn. Còn cái lèo chúng mình có sao không? Không, mà tối có cá lấy người câu cá bộ con chốt đồng. Đó con cá con đêm á. Dạ. Ủa cái này là chú Minh nẹp tre hả? Nẹp tre bị gãy hồi trước nè, bị gãy nẹp nè. Dạ. Bị gãy hồi trước là lấy cái sắt rồi cặp vô. Dạ. Rồi cái này gãy hết rồi cặp vô nè. Cặp vô. Cặp vô hết. Cặp vô hết. Này gãy dấu gãy nè. Cặp. Cặp hết. Cái này bị gãy. Cặp hết. Rồi cặp sát vô rồi. Rồi ở trên những cái cánh này thì cặp tre vô. Dạ. Rồi bây giờ bay cái dù luôn. Rồi giờ tiêu rồi. Rồi cái khung này giờ còn xài được không? Thôi rồi, bị bỏ luôn rồi. Mọi người hỏi chú Minh hay gì? Hỏi có giá không? Không, quay đi làm việc đi. Dạ. Chào rồi. Vậy hả? Đó, gần mấy đá vậy là bứt hết luôn. Dạ. Bây giờ bỏ hết rồi, đẩy cái này gãy mẹ khúc này rồi. Rồi, chơi rồi, tập lại rồi, chỉ còn lấy cái chân này thôi. Chân rồi còn lấy đâu được. Còn lấy cái này được thôi. Lấy chân luôn. Vậy cũng may là cái nhà hồi tối hôm qua không sao hả? Ờ, 6-7 người câu cá ở dưới bụ á. Nó lên trục mưa á. Nổi không chú? Nổi. 6-7 người trục mưa á. Nó bụ á. Ui. Trời ơi, xui quá. Cái lèo thì được mấy anh câu cá phụ là căng lại chứ không thôi là cũng đúng rồi, chịu lại hết. Cũng bay luôn nha. Bay cái lèo đại. Cái lèo cũng bự mà. Cái dù này do nó bự quá, nó quá nặng, nó bọc gió nè. Lại ngay đây hầm gió nữa. Hôm nay cũng tình cờ thì con ra đây con trao cho chú Minh tiền của anh Thanh gửi thêm cho chú Minh nè. Xong rồi lại thấy cái biến cố nhỏ nhỏ này. Nè anh Thanh ở bên New York Mỹ gửi cho chú Minh này nha. Rồi, cảm ơn chú nha. Anh Thanh phát quà đó. Rồi, này gửi thêm chú. Cho chú Minh ăn cơm á mà. Rồi, cảm ơn chú.
mọi người thì Mạnh Thường Quân thì vẫn hay ủng hộ chúng mình để tiếp tục làm việc nghĩa mà. Tại vì chúng mình bơm vá xe rồi chạy xe ôm miễn phí cho sinh viên, chuyển trọ miễn phí, đâu có lấy tiền sinh viên đâu. Này chắc cũng thông qua video này hỏi ở nhà ai có mấy cây dù này hả chúng mình? Có mấy cái tán dù hay là cây dù chưng xi măng đồ. Dạ. Chưng xi măng cái cán dù cũng được. Mọi người có dù cũ hay gì đó thì có thể cho chúng mình nha. À, càng to càng tốt ha chúng mình. To to vậy nè này để cho chúng mình xe này kia rồi mình cầm. Dạ, che được cái chiếc xe để chúng mình ngồi bơm vá xe miễn phí cho sinh viên. Giờ dựng lên hay là để vậy luôn? Không, bỏ này luôn. Trời, tội nghiệp chúng mình quá. Có cây dù à. Cây này hồi trước qua cho chúng mình. Báo công an thành phố là ca sĩ Quang Tấn. Dạ. Ca sĩ Quang Tấn là báo công an thành phố cho tặng cái vụ này. Mấy năm rồi. Ca sĩ Quang Tuấn hay là của báo? Hai bên. À. Bên và báo công an thành phố, một bên là ca sĩ Quang Tấn. Dạ. Có cây dù này đỡ lắm á nha mọi người. Chứ không có thì nắng mưa chúng mình đâu có chỗ đâu trú. Ở đây đâu có gì đâu trú. Mấy năm về trước rồi. Dạ. Ai cũng cũ rồi. Mọi người nhà ai có dù cũ có thể thương tình đem ra ủng hộ chúng mình nha mọi người. Để đỡ tốn tiền mua cây dù mới. Chứ giờ mà chú ngồi vá xe là nắng dữ lắm mọi người. Rồi còn mưa là không biết chạy đi đâu hết. Dạ. 12 giờ chuyển trọ nữa hả chú? Dạ. Tháng đi anh cuốc rồi. Tháng đi Gò Vấp. Dạ. Tháng đi Gò Vấp. Bây giờ chú đẩy cái này vô đâu? Mát lâu lắm rồi mới ra thăm lại chỗ ở của chú Minh đó mọi người. Ra tới đây thì không vô trong nhà được, không chạy xe vô nhà được luôn. Tại vì đêm qua mưa lớn sao mà bật gốc nguyên một cái cây luôn nè mọi người. Để đỡ đây. Quá trời, vậy là hôm qua giông lớn lắm nè. Cũng mấy tháng rồi đó không có ghé thăm ngôi nhà bạc tỷ của chú Minh nè chú Minh. 5 tỷ. 5 tỷ, nay lên giá hả? 5 tỷ, ngày trước 3 tỷ, ngày 5 tỷ. Mưa tối qua chừng giông gió mụn mền mớp phơ lắm. Cây mà còn bật gốc mà cái chòi này mà không chằng lại là đi mà luôn à. Hồi tối thì mấy người có một cá phụ vịnh là vịnh cái cột rồi nè. Dạ. Vịnh ứa hết trơn, ai cũng ứa hết trơn rồi vừa ngồi vịnh thôi chứ. Tạc quá tạc. Trời, ngồi vịnh cho qua cơn giông á hả? Ừ đúng rồi. À. Vịnh mỗi người cái cột. Trời đất ơi. Nó dông dưa hết trên bay hết luôn rồi. Vậy cũng nhờ mọi người quá ha. Ừ, đó có ca ban đêm á ha. Nhảy vô phụ nó đục luôn. Mưa mà lớn quá ở đây lầy ghê ha chú Minh. Nước ngập lên luôn, ngập lên đây luôn. Ở đây mà nước ngập hả? Ừ, nước ngập này trên nó đổ xuống ngập đây nè. Trời. Nè, còn giống nè. Dạ. Đây cái thông rỗng. À, có vừa ngán luôn á, nếu mưa dầm mà đường vừa ngán luôn tới luôn. Quá trời. Đồ nay chúng mình làm cái xào ở đây hả? Ừ. Để hai cái mỡ. Tối lạnh dữ không chúng mình? Chúng mình thì tắm giặt với hồ đá nha mọi người. Đồ đạc thì phơi ở đây nè. Có lúc rài thì chúng mình không có nấu cơm nữa. Ăn cơm mua hoặc là chỗ chị Hiệp hoặc là mọi người cho này kia. Cho, đưa cơm chiều là tự túc. Dạ. Chú bỏ gì ở đây đây? Quần áo, hết rồi. Hết rồi hả? Ừ, hết rồi.
Ủa thùng không? Ừ, thùng không, quần áo bên đây mình đây phơ hả? Ướt hết trời tông. Có mấy bộ hả? Ừ. Dạ. Mấy bộ à. Giờ chú phải mặc quần lớn. Quần lớn như vậy phải mặc. Đúng rồi, hồi trước thấy chú mặc quần dài không à? Bây giờ phải mặc quần lớn, chú có hai cái quần lớn à. Đó, cái này màu đen luôn, hai cái đó. Hai cái quần hả? Có hai cái quần thay đổi nè. Dạ. Chứ quần lớn không có. Không. Rồi chắc điện kêu chuyển trọ nữa đó. Thôi đi ra. Nhà 5 tỷ á. Dạ. Này nghe mưa gió mới ghé thăm á, mấy nay mấy tháng trời không có vô. Hồi tối là không có 5 số người câu cá là bay nữa. Là đi luôn rồi. Đi luôn. Dạ. Ôm mỗi người cái cột, ôm cái cột. Mấy nay còn ai vô cúng miếu này không chú? Không, không cho vô. Bữa vô một lần là tôi nói hẳn. Vô dạ. Đây là chỉ xin là xin làm ăn thôi. Dạ. Xin số đỏ đây là tí phạt cho. Nói lần đầu với lần cuối thôi. Dạ. À, tôi thấy được là kỳ. Có mấy bữa trước có chưa xin là không có tôi ở đây. Dạ. Lén. Không có tôi ở đây. Dạ. Mọi người mà có muốn trải nghiệm cảm giác ngủ trong rừng thì vô đây ngủ với chú Minh nha. Anh kia chắc đi câu cá gì hả? Bê đê không? Gì hả? Không, tẩm. Thôi đi ra, vậy cho chúng mình chuyển trọ nè. Ba. Cầm vậy không? Đó, chú cầm đưa ra đây nè. Để thấy chú chắn mình. Rồi. Đó, ok. Bơm đi, bơm đỡ đi. 12 giờ đó là chú Minh đi chuyển trọ rồi mọi người. Nhưng mà 12 giờ 15 giờ nó hẹn nó nãy giờ rồi, nó là mẹ chú ơi. Dạ. Mà có một bạn sinh viên bị bể bánh xe cho nên chú bước Minh qua luôn rồi. À, nặng quá ha. Bước chân qua rồi. Cho nên chú Minh tranh thủ làm xong rồi mới đi chuyển trọ. Chứ để bạn dắt tội nghiệp. À, mọi người nếu như mà có cái cây dù nào cũ có thể mang ra cho chú Minh nha. Chứ để cho chú Minh ngồi vá xe. Này như mọi người thấy thì chú Minh phải ngồi vá xe ở dưới nắng như vậy nè mọi người. Thì rất là tội nghiệp. À, có cây dù thì nó sẽ đỡ hơn nha mọi người. À, rồi nhân kết thúc video đây nha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. À, hẹn gặp lại ở video lần sau nha.